Nguồn gốc của loài người bao thế kỷ vẫn là bí ẩn lớn nhất đối với nhân loại. Trong khi thuyết tuyến hóa của Darwin còn nhiều sơ hở, thiếu bằng chứng xác thực và gây ra sự tranh cãi, thì những phát hiện gần đây về cấu trúc ADN khác lạ, tín ngưỡng và sự kém thích nghi của nhân loại trên trái đất càng khiến nhiều người quan tâm tới câu hỏi: con người đến từ đâu? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Thời đại hiện nay, con người đã coi khoa học hiện đại như chân lý tuyệt đối. Thật ra, có rất nhiều những hiện tượng, sự vật mà khoa học không thể lý giải. Từ khoa học, science bắt nguồn từ chữ Latin, nghĩa nguyên gốc là học vấn. Học vấn là những hiểu biết, tri thức nhờ học tập mà có. Như vậy, khoa học không phải là chân lý mà là sự trau dồi học hỏi. Tiến sĩ David Bohm, một trong những nhà vật lý lý thuyết quan trọng nhất của thế kỷ 20 cho rằng: từ nhỏ chúng ta đã học để nhìn thế giới qua những cái khung nhất định và bị hạn cuộc vào những cái khung đó. Khi tiếp xúc với những quan niệm mới, dù là đúng nhưng chúng ta dễ phản ứng tiêu cực và không tiếp nhận. Trong cuốn Lý thuyết tương đối đặc biệt, Bohm viết: một khó khăn chính trong việc phát triển các khái niệm mới trong toàn bộ khoa học là khuynh hướng bám víu vào những khái niệm cũ mà không tiếp nhận khái niệm mới. Hơn nữa, nó được tăng cường bởi thói quen của chúng ta, xem các thực thể và khung nhận thức đã biết như thể chúng có đặc tính vĩnh viễn tuyệt đối. Nhà vật lý lý thuyết David Bohm nhấn mạnh rằng chân lý cũng như trong trường hợp của thuyết tương đối và thuyết lượng tử trở nên hoàn toàn sai lầm khi vượt ra ngoài các phạm vi hiệu lực của chúng. Nhà bác học Albert Einstein cũng cho rằng quan niệm chung chỉ là hàng loạt những định kiến đã được nhồi nhét vào đầu óc bạn trước khi bạn đủ 18 tuổi. Con người vốn không được sinh ra ở trái đất. Đã có một số nghiên cứu và phát hiện mới giúp chúng ta có manh mối về nguồn gốc của con người. Trong cuốn Con người không đến từ trái đất, sự đánh giá của khoa học về chứng cứ, tiến sĩ Ellis Silver đã đưa ra giả thuyết rằng nguồn gốc của con người không phải là ở địa cầu mà thuộc về những nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ. Trả lời phỏng vấn, Ellis Silver cho biết: những nhược điểm sinh học của loài người tố cáo rằng họ vốn không phải được sinh ra trên trái đất này. Nhân loại là giống loài tiến hóa nhất trên hành tinh xanh, nhưng bất ngờ là họ không thích hợp và yếu ớt trước môi trường trái đất, dễ bị ánh nắng tổn hại, đặc biệt không thích những thực phẩm mọc hoang, có tỷ lệ mắc bệnh kinh niên cao và nhiều thứ khác nữa. Điển hình là tình trạng đau lưng. Có thể là do giống loài từng phát triển và tiến hóa ở một thế giới có trọng lực thấp hơn trái đất hoặc là không trọng lượng. Tiến sĩ cũng đặt nghi vấn về kích thước đầu quá to của trẻ sơ sinh khi chào đời, gây khó khăn cho việc sinh nở, thậm chí đe dọa đến tính mạng của mẹ và bé. Một nhược điểm nữa của con người, quá dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Con người không thể phơi nắng hơn 1 đến 2 tuần như loài thằn lằn. Bên cạnh đó, loài người hay mắc bệnh, có thể do đồng hồ sinh học tiến hóa để thích hợp với một ngày 25 giờ, trong khi đó một ngày trên trái đất chỉ có 24 giờ. Theo các nhà nghiên cứu giấc ngủ chứng minh, đây không phải chỉ là vấn đề của thời hiện đại, mà nó xuất hiện ở mọi thời điểm trong lịch sử loài người trên trái đất. Tiến sĩ Silver cũng đề cập đến một điểm đặc biệt. Nhiều người thường nghĩ rằng họ không thuộc về trái đất, và trái đất dường như không phải là nhà của họ. Điều này cho thấy loài người có thể đã phát triển tại một hành tinh khác và chúng ta có thể đã được mang đến địa cầu bởi một giống loài cao cấp hơn hẳn. Theo tiến sĩ Silver, có thể trái đất là một hành tinh đóng vai trò như nhà tù, do con người dường như là loài có khuynh hướng bạo lực ngày một gia tăng, đạo đức ngày một suy đồi, nên phải bị đày đến đây để học cách cư xử đúng đắn hơn. Nếu trước nay các nhà khoa học khác chỉ đề cập rằng một số vi khuẩn đã đến trái đất từ không gian khác, thì Chris McKay, nhà sinh vật học vũ trụ của NASA cho hay, việc rút ra kết luận ngay lập tức rằng con người là sinh vật ngoài vũ trụ quả là một bước nhảy lớn trong nỗ lực tìm về cội nguồn của loài người.
98% ADN của con người có nguồn gốc từ vũ trụ. Theo một nghiên cứu được công bố trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã phát hiện ra có 19 đoạn ADN, tương đương 8% số ADN của chúng ta không có nguồn gốc của con người. Số ADN này của con người được tạo thành từ các mảnh virus cổ xưa ẩn sâu bên trong bộ gen. Những mã gen này được gọi là ADN ngoài hành tinh. Những đoạn mã gen kỳ lạ này không được mã hóa, không thuộc nguồn gốc nào trên trái đất. Hơn nữa, chúng cũng không có sơ đồ tiến hóa thường thấy như ở ADN người. Khi các nhà khoa học cố định lại, các đoạn mã ADN ngoại lai này giữ nguyên tình trạng, không hề thay đổi. Các nhà khoa học nghi ngờ những mã gen ngoài hành tinh này có thể lưu trữ những thông tin quý hiếm về vũ trụ. Nhưng hiện tại, trình độ của con người vẫn chưa đủ để giải mã những thông tin này. Những khám phá này đã khiến nhiều người nghĩ đến giả thuyết con người là di dân từ nơi khác đến, vẫn mang trong mình nguồn gốc cổ xưa. Nơi khác ấy liệu có thể là hành tinh khác, một thiên thể khác, hoặc cũng có thể là một không gian khác. Quan điểm của tôn giáo và tín ngưỡng. Albert Einstein từng nói, người nào tự cho mình là quan tòa của sự thật và kiến thức đều bị nhấn chìm bởi tiếng cười của các thần linh. Theo Phật giáo, trong đoạn kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng, nguồn gốc của con người đầu tiên trên trái đất là do những người tại cõi Quan Âm Thiên, cõi thứ 6 trong 16 cõi trời sắc giới, chuyển sinh xuống sau khi trái đất hình thành. Như vậy, theo quan điểm của Phật giáo, thì nguồn gốc của con người trên trái đất này xuất phát từ một thế giới khác trong vũ trụ. Theo Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo và một số tôn giáo khác, Thượng Đế dựa vào hình dáng của bản thân mình mà tạo ra Adam, người đàn ông đầu tiên, từ bụi của đất và thổi hơi vào để truyền sự sống cho Adam. Sau đó Thiên Chúa tạo ra Eva, người phụ nữ đầu tiên từ xương sườn của Adam. Có lẽ Eva cũng được Chúa Trời tạo ra theo hình dáng của các nữ thần. Trong truyền thuyết cổ đại Trung Hoa, nữ thần Nữ Oa là người sáng tạo ra con người dựa trên hình dáng của bản thân mình. Bà lấy đất tạo nên hình người, bà thổi dương khí tạo ra người đàn ông, và âm khí vào để tạo ra phụ nữ đầu tiên trên trái đất. Hãy tạm không phán xét những thuyết này là đúng sai, ta hãy so sánh một chút. Ta thấy thuyết Đức Chúa Trời và Nữ Oa sáng tạo ra con người là gần tương tự như nhau, còn Phật giáo thì có vẻ khác. Tuy nhiên, nếu xem xét hơn một chút, chúng ta thấy các tín ngưỡng và tôn giáo nguyên thủy gồm cả Phật giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Đạo giáo đều tin rằng ý thức hay linh hồn hay nguyên thần chân chính của con người độc lập với xác thịt của con người. Khi con người ta chết, ý thức, linh hồn, nguyên thần của họ sẽ có thể chuyển sinh trong luân hồi. Như vậy, cả ba thuyết này đều có chung một điểm rằng ý thức, linh hồn, nguyên thần của con người đến từ những sinh mệnh cao cấp hơn, hay ta có thể nói rằng con người có nguồn gốc ban đầu đến từ vũ trụ. Khi đó, con người sẽ được nhận một số đặc tính quan trọng từ những sinh mệnh cao cấp hơn, và có thể một số trong các đặc tính ấy chính là 8% ADN có nguồn gốc từ vũ trụ mà các nhà khoa học đã phát hiện ra. Đương nhiên, suy luận này cũng buộc phải nghiên cứu nhiều hơn mới có thể chứng minh được. Nhưng hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về ý thức, luân hồi, chuyển sinh và các câu chuyện trải nghiệm cận tử đã chứng minh rằng quan điểm của các tín ngưỡng và tôn giáo về nguồn gốc của con người không hoàn toàn mơ hồ. Nếu buộc mình vào những cái khung như vậy, thì liệu nhân loại có thể phát triển? Chỉ cần chúng ta thay đổi quan niệm và thái độ của bản thân, thì một con đường rộng mở khác sẽ mở ra trước mắt. Nó không nhất thiết phải luôn đi trong cái khung đã biết của khoa học duy vật thực chứng.